Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là hai cái thời điểm để mà bấm ngọn cho cái bí hồ lô của mình, đặng cho nó tập trung, nó dinh dưỡng, nó nuôi trái nha các bạn. Và cách mà các bạn lấy chèo, thì đây là hai cái nội dung chính ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho những cái người bạn mới ha. Nhưng mà đối với mà những cái người bạn mới á, mà khi mà trồng bí mà không có kinh nghiệm á, đặc biệt là cái vấn đề về giống á, các bạn không biết mua ở đâu á, thì sẵn ở đây thì mình sẽ chia sẻ một cái link ở trên Shopee để cho các bạn có thể là mua ha. Và cái giống này là giống của đồng tiền vàng, và đặc biệt cái giống đồng tiền vàng các bạn là nó kháng bệnh cực kỳ ha, dành cho những người bạn mà chưa có kinh nghiệm. Còn những mà anh chị mà đã có kinh nghiệm rồi á, thì chúng ta có thể sử dụng những cái giống như là Trang Nông, Phú Nông, rồi An Phú gì đó, tùm lum, nói chung là giống bí cũng rất là nhiều. Anh chị có thể chọn một cái giống bất kỳ để anh chị trồng ha. Thì ở trên Shopee thì nó bán thì cũng khá là ok nha mọi người. Nói chung là anh chị chỉ bấm vào và anh chị điền cái địa chỉ thì sẽ có người giao cho anh chị thôi. Thì đó là vấn đề là về giống. Thì đối với cái vấn đề mà trồng bí nữa, sẵn thì mình nói thêm, sau đó thì mình sẽ nói về cách bấm ngọn ha. Thì khi mà anh chị trồng á, thì anh chị phải biết về cái khoảng cách cũng như là cách liếp nó như thế nào. Đối với cái khoảng cách trên bí hồ lô này, anh em trồng là phải từ 6 tấc trở lên. Đằng sau này mình có bấm ngọn cũng như là nó quang hợp thì cũng dễ. Và liếp cách liếp là nó phải từ là trên 3,5 m nha các bạn ha. Nhưng mà thông thường là 5 m là ok nha mọi người ha. Nếu như là anh chị mà không có đất nhiều thì phải trên 3,5 m. Rồi nè, mình nói về vấn đề bấm ngọn ha. Khi mà cây của mình mà nó được đâu là 7-8 lá anh chị, ở cái lần thứ nhất á, thì mình phải bấm ngọn cho nó và chúng ta lấy chèo ha. Thông thường thì chúng ta sẽ bán cái trái bí từ 8 lạng trở lên thôi à. Thì chúng ta sẽ lấy là 4 chèo, có nghĩa là nó ra được 4 cái nhánh nhỏ các bạn. Anh chị để hết cho mình. Và khi mà cái đợt mà thứ hai mà để mà chúng ta có thể mà bấm cái lần thứ hai á, thì nó sẽ có hai cái trường hợp. Khi mà cái dãy bí của mình á các bạn, mà nó ra được những cái trái mà nó khoảng đâu nửa lạng đó, thì anh chị bấm cho mình là cái lần hai cho nó ha. Đó là khi mà cái dãy bí của mình á các bạn, mà nó bò được khoảng đâu là 1,2 m đến 1,5 m thì anh chị bấm ngọn. Nhưng mà khi mà anh chị trồng bí hồ lô này á, nó sẽ có những cái giai đoạn á, là nó không có chịu ra những cái bông cái, thì mình đâu có thể nào là mình biết cái trái nó nửa lạng để mình bấm đâu. Thì do đó thì anh chị cứ canh là 1,2 m đến 1,5 m thì anh chị bấm ha. Mà trong cái trường hợp mà sẵn chia sẻ thêm, nó không ra trái, anh chị cứ bấm hết ngọn cho nó ở cái lần thứ hai cho mình, thì nó sẽ tập trung là nó nuôi trái ha. Thì đây là hai cái giai đoạn mà mình bấm ngọn cho bí hồ lô, thậm chí là chúng ta bấm cái lần thứ ba nữa kìa. Nhưng mà thông thường chỉ là hai lần thôi nha các bạn. Cái nguyên nhân để mình bấm ngọn cho bí hồ lô này á, là cái thứ nhất á, là ở lần thứ nhất là chúng ta lấy chèo. Và cái thứ hai nữa là chúng ta không cho nó trường bò nữa. Cái lần thứ hai là mình chúng ta phải bấm ngọn hết, đặng cho nó tập trung, nó nuôi dinh dưỡng. Nếu như là chúng ta mà cứ mà không bấm mà để cứ như vậy hoài các bạn, thì dinh dưỡng á, nó cứ tập trung nó nuôi những cái ngọn chèo thôi. Thành ra trái của mình á, nó không có bự, nó không có to, mà chúng ta tốn phân nhiều nữa, mà cây nó si nữa nó. Thì sẵn là chia sẻ thêm cho các bạn về cái vấn đề là phân thuốc ở trên cái bí hồ lô này. Bí á, thì nó thuộc cái dòng lá nhám. Nếu như là chúng ta sử dụng mà những cái dòng thuốc nóng á các bạn, có cái hiệu EC dạng nhũ dầu đó, anh em xịt đi, thì anh em xịt với cái liều lượng ít á, thì nó vẫn là ok nha, nó không có bị cháy rìa lá. Nhưng mà đối với anh chị nào mà sử dụng liều EC mà nó mạnh từ 125 EC trở lên, nó là có thể nó bị cháy rìa lá ha. Tốt nhất là nên sử dụng những dòng thuốc dạng cớm. Thì anh chị bấm vào cái đường link bên dưới của mình á, Shopee á, anh chị mua hạt giống thì nó sẽ đề xuất cho anh chị những cái link mà thuốc để anh chị mua ha. Nói chung là mua dạng cớm đó, nó có ký hiệu là VWG ở trên cái gói thuốc ha, còn VWB là dạng bột đó. Chứ mà anh chị ra ở ngoài vật tư nông nghiệp mà anh chị nói thuốc này xíu kia thì nó sẽ đề xuất cho anh chị những cái dòng thuốc sạch đó luôn. Nhưng mà kiểu như cái thằng vật tư nông nghiệp nó không có hiểu cái vấn đề cái cây mình nó có bị mẫn cảm hay không. Đồng ý là cái nó trị cái con sâu đó chết á, nhưng mà sạch ở trên cái dây bí của mình nó cũng chết nữa. Nhưng mà cái dây bí mình nó sẽ bị vàng lá, rồi mình phải tốn tiền mình mua cái thuốc dưỡng nữa, thành ra mình sẽ tốn tiền. Thì do đó thì anh chị nên tìm hiểu về cái vấn đề này trước ha, rồi để anh chị sạch thuốc. Còn về phân á, thì ở đây á, anh chị có thể sử dụng những cái dòng phân hữu cơ để anh chị bón cho cái dây bí của mình, thì nó sẽ tiết kiệm hơn là mình bón những dòng phân hóa học ha. Hóa học thì nó tốt rồi, nhưng mà nó tốn kém quá. Hiện tại là phân thuốc giờ nó mắc lắm. Thời gian tới nữa thì mình sẽ
kết hợp với một chỗ là bán phân đạm này nọ đó, thì mình sẽ giới thiệu cho anh chị mua, anh chị follow kênh mình ha. Thời gian tới sẽ có những cái mô hình trồng rau sạch đó, thì mình sẽ quay clip và hỗ trợ cho anh chị nào mà muốn mua ha. Chứ mình thì chỉ cho anh chị cái chỗ thôi, cái điểm thôi, chứ mình cũng không có buôn bán gì ở đây ha, chủ yếu là chia sẻ kinh nghiệm thôi. Ở đây là mô hình trồng bí, quay cho anh chị tham khảo thôi. Nói chung là về khoảng cách là cái thiết yếu nha, cũng như là về kỹ thuật thì cũng có chia sẻ cho anh chị về cách bấm ngọn ha. Anh chị xem mà, đây là cái mô hình trồng bí hàng đơn ha, chỉ có hai clip là trồng hàng đôi thôi, và khoảng cách ở đây thì mọi người cũng thể thấy được là 5m cho clip kết clip nha mọi người. Tại vì á, trồng bí này phải trồng thưa ra để cho nó không có bị chằng chịt. Nếu như mà chằng chịt á, trái của nó rất là nhỏ và nó thậm chí là nó sẽ bị đèo nha anh chị ha. Và khi mà mình trồng bí rộng như này thì mình thu hoạch nó cũng dễ hơn, và phòng ruồi vàng thì nó cũng dễ, nó ngắt gọt thì nó cũng dễ ha. Bây giờ hiện tại là ngắt gọt là bán rất là ngon nha mọi người ha, 15.000 ký. Ở đây là trồng hàng đôi nè, anh chị có thể xem đó, hàng đôi ha, cho nó bò qua hai bên. Còn nãy giờ là quay là hàng đơn thôi đó. Ở đây thì có lót rơm nha các bạn ha, thì hiện tại là cũng vào mùa mưa rồi, thì mình có chia sẻ về cách kỹ thuật trồng bí hồ lô vào tháng mưa đó, anh chị có thể là tham khảo ha. Rồi thì mình cũng xin được mến chào.